Rồi Minh Tăng em chào tất cả các chú anh chị và mọi người ha. Thì bữa nay em trở lại em hâm cái hai cha con với con bé nhỏ mà vợ sanh ra rồi bị bệnh mất ha mọi người. Bữa nay thì đi ra đây coi làm mã tới đâu rồi. Ngoài đây gió mát dữ ha. Dạ. Ở đây trời nắng thì có bóng cây cũng đỡ. Nắng có bóng cây. Dạ. Mát. Đang làm mã này ha mọi người. Đây. Cái này dưới một chân mình nữa mình dán luôn ha. Dạ. Dán nữa mình dán tới chân luôn ha. Dạ. Dán trên đây rồi dưới chân này tô. Tô ha. Dạ. Rồi nữa mình để cái hình trong cái lỗ đó ha. Để hình trong cái lỗ. Cũng mau chứ hả? Mới hôm qua không ta? Hôm kia hôm qua. Mới qua. Hôm qua. Nếu mình để gì chứ mình đâu có che nhà mồ ha. Không có xây nhà mồ. Không xây ha. Đâu mẹ đâu? Chỗ đó là hả? Sao con biết? Ai nói? Ai nói mẹ ở đó? Con tự nói. Con tự nói hả? Kể như xong cuộc đời rồi đó. Dạ. Thì bây giờ mình sống mà phải cho có phước có đức. Để mỗi khi mà mình mất rồi đâu có sống lại được nữa đâu. Đâu có làm người được nữa đâu. Đây mùa nước có ngập không? Dạ không anh. Không ha. Dạ. Mùa nước chỉ ngập ở dưới ruộng rồi thôi. Mấy năm nay nước ít. Không có ngập lên tới đây. Đôi dép của mẹ nó hay chưa? Dép của mẹ nó đang làm mà để đây đỡ. Tại đang làm đây mới công lấy gãi vô.
để đó rồi xong dán này xong rồi đem vô. Ừ, đem để dưới chân ha. Dạ, để dưới chân. Tại sáng sáng lấy ra để đó đỡ rồi chừng nào ấy rồi đem vô lại. Ừ, giúp còn mới mà. Giúp nó mang rồi mà còn mới. Ừ. Quần áo còn đốt rồi ha. Dạ đốt rồi. Còn ba cái đồ gì còn á mình bỏ hết luôn. Dạ, bỏ đốt hết. Bỏ hết luôn. Dạ đốt bỏ hết. Để cho đem dưới nữa có xài á. Dạ. Tại vì lúc về á thì cái nào nhớ mình lấy, còn cái nào quên là nữa em gom rồi không về em đốt một cái nữa. Chứ lúc đó đi gấp quá rồi không có nhớ hết nữa. Mẹ nó hồi lúc mà còn sống là hít cái gì? Dạ. Mẹ nó lúc còn sống là hít cái gì? Nói chung là sống thì cũng không có thấy thích gì hết. Như dạng quần áo đồ này kia thấy thích thì ham thì mua. Ừ. Còn cũng giống như sống chung mình không có thấy. Rồi lúc đó hai chồng quen nhau ha, tao làm ai? Quen nhau ha. Dạ. Đi làm mà quen. Làm cũng Bình Dương ha. Dạ Bình Dương. Bình Dương quen ha. Dạ. Rồi họ này mình mướn ha, người ta làm nhà. Dạ. Mướn ha, người ta làm tiếp mình. Có mấy ông anh dễ với mà em bên vợ làm phụ tiếp. Em bên vợ ha. Dạ. Với mướn thì nói chung thì không có ấy. Tại ảnh có biết làm đó. Với mướn tiếp. Mướn thì cũng không tiền đó. Dạ. Cái này tiền. Hết chân luôn bao nhiêu tiền? Hết luôn cả mắc hả? Gần là nội cái hòm không mười mấy triệu mà. Dưới gạch dưới ấy nữa cỡ hai mấy triệu. Hai mấy triệu hả? Dạ. Tính hết luôn đá chia cát xi măng luôn. Ừ. Cỡ hai mấy triệu. Ừ. Làm chắc chắn nè. Dạ. Làm thì chắc chắn. Bên vợ em giàu không hay là cũng nghèo? Cũng bên vợ thì nghèo. Có đất đai gì không? Dạ không. Không luôn. À, có cái nền nhà ở đậu người ta. Ở đậu nữa hả? Dạ. Tại do ở đậu. Rồi lúc ông bà chết là chôn đâu? Chôn đất của ông cậu. Đất ông cậu ha. Dạ. Cậu Sáu. Ừ. Nghèo cũng khổ ha. Dạ. À, còn là hai chị em mà mất người chị này, còn những em chắc đau lắm đó. Dạ. Thế mấy bữa nay thì nó nói trong mình nó không được khỏe, nó mệt hoài. Ám ảnh đó. Chị và hôm chị nói nhắm mắt là thấy đứng trước mặt, nhắm mắt là thấy đứng trước mặt không? Dạ. Có bữa đi bệnh viện thì cũng có hồi phục lại đó, là kêu cột tóc độ này kia. Ừ. Rồi như hồi dương nữa ha. Hồi dương lại á. Kêu cột tóc nữa ha. Dạ, kêu cột tóc. Ừ. Rồi cột mà lỏng quá cái nói kêu cột xiết vô. Cột xiết vô ha. Dạ. Là lúc đó nhỏ em vợ vô thì cũng nói vậy thôi chứ. Ừ. Đi vô thăm á lưu luyến với nhau, nó nói mấy năm nay đâu gặp đâu phải không? Dạ dạ đúng rồi. Mà chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi chứ chưa gặp ở ngoài. Thì có hai năm nay là không có về quê á, là không. Mà làm dữ hằng vậy, giống như là lại có tiền mới về ha. Dạ. Với mỗi lần về chứ là tốn cái, tiền ha. Mỗi lần về tốn tiền. Ừ. Cái thứ hai là lúc dưới mấy tháng bệnh dịch đó đâu. Ừ. Có tiền đâu mà đã về. Ừ. Có nhỏ em nó cũng kêu về mà chị nó nói không có tiền. Cái thứ hai nữa là dịch thì về sợ lây bệnh á. Ừ. Rồi không có về được. Mỗi khi mình lâu lâu mình đi làm về quê phải có tiền mua đồ mua đẹp mua quà rồi cho dòng họ. Dạ dạ đúng rồi. Chứ mình không có tiền thì mình về thì người ta nói mình về đi làm từ ấy giờ mà không có tiền gì này chân người ta cũng nói nữa. Dạ. Cái gì nó cũng khó. Có mấy năm trước thì có về, có hai năm nay là không có về. Ừ. Hay chỉ xỉu liền liền luôn trời. Dạ. Xỉu từ bệnh viện về, mặt xỉu về nhà đây xỉu. Mà mặt ngoài xanh dần tới bét. Dạ. Lúc ở trong bệnh viện thì kêu
ăn uống rồi cho khỏe đi nuôi thấy ăn không nổi. Mình như biết bệnh đó không sống gì dạ. Bởi vì không có được vui á. Dạ. Đau ha, 2 năm trời không gặp mặt, gặp mặt lại cái gì đi mất tiêu. Dạ. Rồi lúc đó bệnh nặng rồi điện nhỏ em là bắt đầu chạy xe ra từ ở dưới đây không bao xe lên trển. Tại cho hay á, nói chị em bệnh nặng rồi. Lúc đó bệnh viện báo là 5 năm rồi. 5 năm rồi ha. Dạ. 5 năm là thấy không ưng rồi. Thấy không ấy rồi, cái báo về gọi cho nhỏ em. Nhỏ em nó mới lên. Lên là lúc mà nhập viện nuôi tới mà mắc luôn. Tới hấp hối rồi bắt đầu trở về đây luôn. Khổ ha, phải còn ba mẹ cũng đỡ. Dạ. Này mất ba, mất mẹ rồi mất chị luôn. Vậy là cái thằng này biết ông ngoại bà ngoại không? Lúc đó nó còn nhỏ. Còn nhỏ ha? Dạ, không biết. Không biết tại luôn. Tại lúc đó sanh ra mới có mấy tháng rồi bà bắt đầu cháu bệnh. Vậy thì nữa thằng bé này không biết. Vậy bé này nữa là không lúc biết ông ngoại. Bé này sanh ở dưới xe đét á, thì có bà ngoại chăm nuôi. Rồi sau rồi bé được mấy tháng rồi bắt đầu là đã phát bệnh. Thì bé này giờ đâu có biết bà ngoại. Bây giờ con là nói con lớn rồi con không biết mẹ mà không biết ông ngoại bà ngoại luôn rồi. Dạ. Mẹ nó giờ hỏi nó cũng đâu biết gì đâu. Dạ. Đau ha, tội nghiệp ha, hai đứa con ha. Dạ. Chỉ có biết cha. Còn ông ngoại với bà ngoại với mẹ là không biết rồi. Rồi ông ngoại bà ngoại là ai hợ? Thì có cái nhà ở bển người có dì Tư đã đốt nhang rồi. Đốt nhang ha. Bất hạnh ha. Dạ. Nói chung là gia đình em bên vợ em bất hạnh ha. Dạ. Thì bà ở gần nhà đó bà xuống đốt nhang hàng ngày. Đốt nhang giùm. Thì cái mộ bữa nay nữa ngày mai mốt nữa là xong rồi hết mọi người, làm dán gạch lên ở trên rồi đó, còn dán từng trên nó xong rồi từng dưới đây cái tô với dán hình nữa là xong rồi ha. Tô với dán chân, dán cái chỗ này dán mặt bằng đó ha. Dạ, mặt bằng ở dưới đây tô dưới đó tô ha. Dạ. Làm 3 cấp luôn, cao ghê ha, cao. Dạ. Cao khỏi đầu luôn. Thôi lúc chết thì không có nhà đi bằng mướn, rồi lúc sống thì không có nhà, rồi lúc chết được cái mộ gì là cũng im ấm cho vợ em rồi. Dạ. Rồi Minh Tăng cũng xin chào mọi người ha, thì bữa nay em qua đây em quay cái mộ của vợ em Hiền cho mọi người xem, mọi người bữa nay làm tới đây rồi ha. Mình tăng xin kết thúc video, mọi người nhớ cho mình tăng xin lại chia sẻ nha. Em quay những video tiếp theo nha.